Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm trung tâm bản trù tệ độc, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Quảng Bình. Tăng cường phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Hiệu quả từ mô hình trồng cây ngô sinh khối. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và làm việc với trung tâm bản trù tẩy độc, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Quảng Bình. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Quảng Bình hiện có một trung tâm bản trú tẩy độc và 8 hội cấp huyện, thành phố, thị xã với 147 hội xã phường thị trấn để hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin trong toàn tỉnh, đồng thời thực hiện hoạt động tẩy độc cho các nạn nhân. Năm 2017, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Quảng Bình đã vận động từ các nguồn lực, nhà hảo tâm với nguồn vốn trên 4 tỷ đồng. Trong hai năm 2016-2017, Trung tâm bản trù tẩy độc đã tiếp nhận tẩy độc cho 432 người. Hiện Trung tâm đang tiến hành tẩy độc đợt 2 năm 2018 cho 19 nạn nhân chất độc da cam dioxin của tỉnh Quảng Trị. Thăm và làm việc tại Trung tâm bản trù tẩy độc Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên trung tâm trong việc nâng cao chất lượng hoạt động và chăm sóc cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh cần tiếp tục củng cố hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, chú trọng nâng cao chất lượng trong quá trình tẩy độc để tạo uy tín của trung tâm. Bên cạnh đó, hội cũng tiếp tục tăng cường huy động các nguồn vốn theo chủ trương xã hội hóa để gây quỹ hỗ trợ cho các nạn nhân. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hội trên tất cả các mặt nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho hội viên. Huyện Quảng Ninh vừa tổ chức hội thảo góp ý kiến vào thiết kế hai công trình văn hóa gồm quảng trường và cùng tuyên truyền cổ động huyện. Công trình quảng trường huyện có tổng dự toán khoảng 2,3 tỷ đồng. Công trình cùng tuyên truyền cổ động huyện gồm hai hạng mục chính là cùng tuyên truyền cổ động và hệ thống đèn hoa trang trí dọc các tuyến đường trung tâm với tổng dự toán trên 2,1 tỷ đồng. Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến và bản thiết kế như quy mô, kết cấu, hệ thống cây xanh, phối cảnh, hệ thống thoát nước, điện ở quảng trường phải bố trí hợp lý, đảm bảo phục vụ tốt cho việc tổ chức các sự kiện quan trọng. Đây là các công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng, ghi dấu ấn phát triển của huyện Quảng Ninh, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Huyện Minh Hóa vừa tổ chức lễ phát động quyên góp xây dựng quỹ nhân đạo năm 2018. Theo đó, Ban chỉ đạo huyện Minh Hóa đã phát động kêu gọi công chức, viên chức, người lao động ủng hộ tối thiểu một ngày lương, các hộ dân cư từ 20 đến 30 ngàn đồng, hộ kinh doanh 50 ngàn đồng, các em học sinh 10 ngàn đồng, các doanh nghiệp trích quỹ phúc lợi đóng góp vào quỹ nhân đạo. Tại lễ phát động, các đại biểu đã ủng hộ quyên góp được 16 triệu đồng. Các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học cũng đã đăng ký đóng góp số tiền trên 160 triệu đồng vào quỹ nhân đạo huyện năm 2018. Vừa qua tại huyện Lệ Thủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị giao ban quý 1 năm 2018. Tại hội nghị, đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và bàn các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, quản lý và tổ chức thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giải quyết các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, công tác tổ chức kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đồng Hới vừa tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác tín dụng quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đồng Hới đạt trên 121 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch. Doanh số cho vay đạt trên 16 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ, với hơn 700 lượt khách hàng vay. Một số chương trình có doanh số cho vay lớn như giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đồng Hới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, đặc biệt là huy động tiền gửi tổ viên thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn.
triển khai việc cho vay ưu đãi xây dựng nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong mạng lưới thành phố. Thực hiện kế hoạch của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh, sáng nay ngày 9 tháng 4, Trường quân sự tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 khóa 93. Tham gia lớp bồi dưỡng có 94 cán bộ, là trưởng phó phòng các ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Bám sát khung chương trình học tập đã được quy định, trong thời gian 18 ngày, các học viên sẽ tập trung nghiên cứu 15 chuyên đề lý luận về phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thể trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh, cũng như chiến lược quốc phòng an ninh của một số nước liên quan đến quốc phòng Việt Nam. Từ các bước chuyển cơ quan tổ chức địa phương vào các trạng thái quốc phòng và thực hành luyện tập môn bắn súng K-54 bài 1. Tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, đại diện Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu đội ngũ giáo viên, học viên, nhân viên phục vụ của nhà trường nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định trong học tập, sinh hoạt, bảo đảm hoàn thành tốt nội dung chương trình của khóa bồi dưỡng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra những vụ hỏa hoạn, cháy lớn gây hậu quả nặng nề về tài sản cũng như tính mạng người dân. Hầu hết các vụ cháy nổ đều xuất phát từ những nguyên nhân được cho là do sự bất cẩn của con người. Bởi vậy, bên cạnh việc nâng cao ý thức tự giác, chấp hành của mỗi một người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, thì công tác chữa cháy tại chỗ ngay từ ban đầu là việc làm quan trọng nhất. Nằm ngay trong khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, xí nghiệp May Hà Quảng là doanh nghiệp có quy mô lớn với gần 1.400 công nhân lao động. Với đặc thù của ngành may mặc, chứa nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy, đồng thời sử dụng nhiều hệ thống thiết bị điện phục vụ sản xuất, nên nguy cơ cháy nổ là rất cao. Để đảm bảo quy trình hoạt động của doanh nghiệp cũng như tính mạng của người lao động, xí nghiệp May Hà Quảng đã đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn cho cán bộ, công nhân lao động về công tác phòng chống cháy nổ, thường xuyên kiểm tra giám sát các trang thiết bị máy móc. Chúng tôi đã thực hiện cơ bản tốt các cái quy định liên quan đến luật phòng cháy chữa cháy. Ví dụ như hàng năm thì chúng tôi đều có cái kế hoạch công tác về phòng cháy chữa cháy, thực hiện nghiêm túc cái vấn đề huấn luyện công tác phòng cháy chữa cháy 2 lần trên 1 năm. Đặc biệt là đối với các cái phương tiện phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi được đầu tư đầy đủ và đồng bộ. Từ cái hệ thống bình bột đến cái hệ thống lăng vòi phòng cháy chữa cháy cho đến tất cả các cái đầu bảo cháy tự động thì chúng tôi đã lắp đặt đầy đủ ở trong các cái nhà xưởng sản xuất. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm nhiều đến cái công tác kiểm tra và công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao cái ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho hơn 1.000 cán bộ công nhân viên đang làm việc tại đây. Không chỉ ở các nhà máy, các khu công nghiệp mà tại các chợ, trung tâm thương mại cũng là nơi rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Thực tế cho thấy, thiệt hại khi xảy ra cháy nổ tại các chợ và trung tâm thương mại đều rất lớn. Bởi đây là nơi tập trung đông người chứa nhiều nguyên vật liệu dễ bắt lửa, nên khi xảy ra cháy sẽ nhanh chóng lây lan, khó dập tắt. Với phương châm phòng là chính, coi trọng công tác chữa cháy ngay từ ban đầu, Ban Quản lý chợ thành phố Đồng Hới đã tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, thường xuyên kiểm tra hệ thống báo cháy, thiết bị, dụng cụ chữa cháy, phân công lực lượng túc trực 24 trên 24 giờ nhằm phát hiện và ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đồng thời nghiêm cấm các hành vi thắp hương, đốt vàng mã trong khu vực chợ, nhắc nhở các tiểu thương nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy, sắp xếp lại hàng hóa, không được cơi nới lấn chiếm đường đi, lối thoát hiểm. Lãnh đạo Ban Quản lý chợ thành phố chỉ đạo tất cả các chợ, trong đó có chợ Đồng Hới, tập trung cái công tác phòng cháy chữa cháy, nhưng trong đó phòng cháy là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả chữa cháy. Trong cái công tác phòng cháy thì chủ yếu nhất là các cái công tác trực, anh em trực là 24/24, phân công trực tất cả các cái khu vực, các bộ phận và đảm bảo trực 24/24 để phát hiện, nhất là trong cái thời gian ban đêm. Vì trong thời gian ban ngày thì còn có bà con tiểu thương, người ta có thể là dù mình không có mặt thì bà con tiểu thương người ta có thể phát hiện được. Nhưng ban đêm thì bà con nghỉ, chỉ có lực lượng trực, cho nên công tác trực là rất là quan trọng. Và phát hiện ra cháy ban đầu để anh khống chế ngay từ ban đầu để cho đám cháy đừng có lây lan. Thì đó là một cái kinh nghiệm rất là quan trọng để trong công tác là phòng cháy. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra tại các chợ, kho hàng, nhà xưởng, trung tâm thương mại để đánh giá thực trạng mức độ nguy hiểm về cháy nổ,
qua đó phát hiện và ngăn chặn kịp thời nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị địa phương trong tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, duy trì công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, chủ động tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay từ ban đầu, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, thì trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 43 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 3 người, gây thiệt hại tài sản trên 7,2 tỷ đồng và gần 50 hectare rừng. Riêng từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 7 vụ cháy, gây thiệt hại tài sản gần 1,9 tỷ đồng. Tình hình cháy nổ trong toàn quốc nói chung và tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh nói riêng diễn ra rất phức tạp. Tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn nhất là các chợ, trung tâm thương mại, các cái nhà cao tầng, đặc biệt là khu vực chợ, nếu để xảy ra mà cháy nổ thì dẫn đến cháy lớn, thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Chính vì thế, trong thời gian vừa qua, mà đặc biệt là trong thời gian tới chuẩn bị cho mùa nắng nóng, hanh khô, lực lượng phòng cháy cháy chúng tôi đã tập trung chỉ đạo cán bộ xuống tận địa bàn để kiểm tra, hướng dẫn các cái cơ sở, đặc biệt là các cái chợ thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy để khi có sự cố xảy ra đảm bảo lực lượng phương tiện đáp ứng chữa cháy ban đầu, sau đó mới gọi đến lực lượng chữa cháy. Nếu mà lực lượng mà chữa cháy cơ sở mà không thực hiện đáp ứng được yêu cầu thì có thể dẫn đến là cháy lớn. Bước vào mùa khô hanh nắng nóng, nguy cơ cháy nổ luôn rình rập, đòi hỏi mỗi một cá nhân và đơn vị cần nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ, đặc biệt là đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn theo phương châm 4 tại chỗ, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và những thiệt hại do hỏa hoạn cháy nổ gây ra. Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa, kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Dương Thủy xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu. Hiệu quả từ mô hình trồng cây ngô sinh khối. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thị xã Ba Đồn luôn chủ trọng thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính thực sự dân chủ và chuyên nghiệp. Quý 1 năm 2018, Ủy ban nhân dân các cấp đã tiếp 242 lượt công dân với các vấn đề chủ yếu như phản ánh kê khai bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các chế độ chính sách cho những đối tượng được thụ hưởng. Công tác trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông được thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật với tỷ lệ 97%. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thị xã cũng thường xuyên tổ chức các đoàn để tiến hành kiểm tra kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, thực thi công vụ đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động tại các phòng, ban, đơn vị. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp thu ngân sách địa phương, tích cực quản lý và khai thác các nguồn thu trên địa bàn, những năm qua chi cục thuế huyện Tuyên Hóa luôn hoàn thành vượt mức dự toán kế hoạch được giao. Năm 2017, Chi cục thuế Tuyên Hóa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đạt trên 65 tỷ đồng, đạt gần 113% dự toán tỉnh giao và đạt gần 110% dự toán huyện giao. Năm 2018, Chi cục thuế Tuyên Hóa được tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 48 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân huyện giao 50 tỷ đồng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Chi cục đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp, giải pháp với quyết tâm cao, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách ngay từ tháng đầu, quý đầu. Tính đến hết quý 1 năm 2018, Chi cục thuế Tuyên Hóa thu được gần 13 tỷ đồng, trên kế hoạch giao là 11,760 tỷ đồng.
Nhờ thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển nên trong quý 1 năm 2018, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện Minh Hóa tăng so với cùng kỳ. Theo đó, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển đa dạng, thu hút sự tham gia của hàng trăm hộ dân. Các ngành nghề truyền thống được duy trì và phát triển. Hoạt động thương mại dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 9 tỷ đồng, tăng 6,2%. Thương mại dịch vụ ước đạt 162 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Ninh tiếp tục phát triển. Theo đó, các ngành sản xuất như gạch tuy nen, chế biến tinh bột, khai thác khoáng sản và may mặc tiếp tục tăng trưởng. Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn ước đạt 180,5 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Thời gian tới, huyện Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn duy trì phát triển sản xuất và đầu tư các dự án trên địa bàn. Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, thời gian qua người dân xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch đã tập trung phát triển nghề sản xuất dâu tràm. Hiện xã Quảng Hưng có 40 hộ chuyên sản xuất dâu tràm, bình quân mỗi ngày mỗi hộ nấu được 0,5 lít dâu tràm, với giá bán trên thị trường là 700.000 đồng một lít, mang lại thu nhập khá cho nhiều lao động địa phương. Tuy nhiên, nghề sản xuất dâu tràm ở đây vẫn mang tính nhỏ lẻ, khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế. Chính vì vậy, thời gian tới, chính quyền xã Quảng Hưng sẽ tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng để thành lập hợp tác xã sản xuất dâu tràm, đồng thời xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ việc nuôi cá lồng bè trên sông, thời gian qua nhiều hộ dân trên địa bàn xã Thuần Hóa, huyện Tuyên Hóa đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn mua con giống để phát triển kinh tế. Toàn xã hiện có 22 hộ gia đình đầu tư nuôi cá lồng bè trên sông, trung bình mỗi hộ nuôi từ 1 đến 2 lồng, chủ yếu là cá trắm cỏ. Đây là giống cá dễ nuôi, nhanh lớn và dễ tiêu thụ với giá bán trên thị trường là khoảng 120.000 đồng 1 kg. Bình quân mỗi năm, mỗi hộ gia đình thu lãi từ 50 đến 60 triệu đồng. Việc đầu tư nuôi cá lồng bè trên sông không chỉ giải quyết việc làm lúc nông nhàn, mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân mà còn cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho địa phương và các vùng phụ cận. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy đã tích cực chỉ đạo người dân xây dựng các mô hình vườn kiểu mẫu thông qua việc xóa vườn tạm, quy hoạch lại vườn hồ để phát triển các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế khá. Hiện toàn xã Dương Thủy có 6 vườn kiểu mẫu với diện tích gần 3 hectare, tập trung ở 3 thôn gồm Đông Thiện, Tây Thiện và Nam Thiện. Với tiêu chí, hình thức đẹp nhưng phải đảm bảo chất lượng, người dân đã tập trung cải tạo đất, chỉnh trang khuôn viên, cắm rào, phân cách đường đi bộ theo từng mẫu nhằm thuận tiện hơn trong việc chăm sóc cũng như thu hoạch sản phẩm, đặc biệt là tiến hành trồng xen canh các loài rau màu với một số cây ăn quả có giá trị kinh tế khá như ổi, thanh long, bưởi, cam. Thời gian tới, xã Dương Thủy sẽ tiếp tục chỉ đạo người dân tích cực xây dựng thêm các mô hình vườn kiểu mẫu nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch đã mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ngô sinh khối theo chuỗi giá trị. Qua 2 năm triển khai, mô hình đã mang lại những hiệu quả nhất định. Gia đình ông Nguyễn Hải Huân ở thôn Hòa Trạch có hơn 1 hectare đất nông nghiệp. Những năm trước đây, gia đình dành phần lớn diện tích để trồng sắn. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế mang lại là không cao. Sau vài lần trồng thử nghiệm một số loài cây trồng, thì việc trồng cây ngô sinh khối để phục vụ chăn nuôi cho kết quả khả quan nhất. Chủ trương của xã cũng như của thôn chuyển đổi cây trồng. Thì bản thân tôi cũng trồng ngô. Vụ đầu tiên là năm 2016, là đầu năm 2017 là thu hoạch. Thì nhìn chung là cái năng suất nó và cái thu nhập thì nó có hơn so với loài cây trồng khác trên cùng một đơn vị diện tích như cây sắn, cây đô, thì nó cảm thấy có lại. Và bà con ở đây người ta cũng đã trồng và đã chuyển đổi. Hiện nay, toàn xã Nam Trạch đã trồng được gần 80 hectare giống ngô sinh khối NK66. Nguồn giống ngô này được nhập từ Ấn Độ. Đến thời điểm này, cây ngô đã bước vào thời kỳ thu hoạch. Được biết, mỗi hectare ngô cho doanh thu từ 45 đến 50 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, người dân thu lãi khoảng 30 triệu đồng trên một hectare. Do thời gian sinh trưởng của cây ngô khá ngắn, từ 75 đến 80 ngày, nên mỗi năm người dân có thể trồng được 3 vụ.
so với cây sắn, giống ngô sinh khối đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Thuận lợi là rất nhiều, đó là vì đối với sản năm thì xưa nay bà con đã trồng ngô qua các cái năm thập kỷ trước, thì đối với thổ dưỡng đất đai của sản năm thì phù hợp cho đối với trồng ngô. Mà từ khi có các trang trại trên địa bàn của tỉnh về chăn nuôi thì ủy ban xã đã thực hiện cái đề án để chuyển đổi từ trồng ngô lấy hạt qua trồng ngô sinh khối để cung ứng cho các trang trại chăn nuôi. Thì đấy là một cái thuận tiện trong cái đầu ra của bà con, làm ra thì có cái đầu ra, và từ đó thì xã cũng đã liên kết thì chuỗi sản xuất cho bà con từ khâu gieo trồng đến khâu tiêu thụ cho bà con. Thời gian tới, chính quyền xã Nam Trạch sẽ khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng cây ngô sinh khối nhằm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng và nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích canh tác. Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018, tức là từ ngày 10 đến 15 tháng 3 âm lịch, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, sôi nổi, hào hứng, mang nét đặc trưng của vùng quê Minh Hóa. Đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018, du khách và bè bạn gần xa được thưởng lãm và tham gia các sự kiện. Giải vô địch bóng chuyền huyện Minh Hóa năm 2018, thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian, hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Minh Hóa năm 2018, lễ dâng hương tại Thác Bụt, khai hội và chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch, thương mại dịch vụ, hội chợ rằm truyền thống. Chương trình đêm khai hội và biểu diễn nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 29 tháng 4 năm 2018, tức là ngày 14 tháng 3 âm lịch. Hãy đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 để hiểu sâu thêm về đất và người Minh Hóa, để có được những trải nghiệm thú vị, để lưu giữ những ấn tượng đẹp, những khoảnh khắc khó quên. Hội rằm tháng 3, điểm hẹn của du khách và của tất cả chúng ta. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 19 ngày 10 tháng 4. Khu vực miền núi đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày trời nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, đêm và sáng trời rét, độ ẩm 55 đến 97%. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày trời nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm 64 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày trời nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm 63 đến 95%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng từ 1 đến 2 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 4, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 55 đến 95%.